người Việt, mâm cơm ngày Tết Nguyên Đán không đơn thuần là bữa ăn, mà còn chứa đựng những ý nghĩa sâu sắc về tín ngưỡng, về văn hóa truyền thống. Vật phẩm dân cúng, đặc biệt là trong những mâm cỗ dịp Tết, là để tưởng nhớ tổ tiên, cầu mong được sự phù hộ của các linh hồn cho người sống, là sự kế tục truyền thống tốt đẹp mà người xưa để lại. Bởi thế, có những món ăn mà cả trăm năm không đổi thay, dù phong tục mỗi nhà, mỗi vùng, mỗi thời kỳ có thể thêm bớt tùy nghi, như gà luộc chẳng hạn. Ngày nay, nhiều thức ăn ngon lành, lạ miệng, lạ mắt được bày biện trong mâm cúng Tết. Gà luộc cũng không còn là món ăn được săn đón vì cả năm mới ăn được vài lần nữa. Người ta còn phải chế ra bún thang, nộm gà, cháo gà, phở gà để giải quyết nốt những miếng thịt gà không ai buồn cắp, thừa thải dồn lại sau những mâm cúng. Nhưng đố nhà nào, trong những dịp lễ long trọng, lễ lạt, nhất là mâm cúng ngày Tết Nguyên Đán mà không có gà luộc? Bởi vì không chỉ là ăn, gà luộc là vật phẩm cúng dường như không thể vắng mặt trong phong tục cúng dỗ của người Việt. Tại sao mâm cỗ Tết không bao giờ vắng mặt con gà luộc? Tại sao mâm cỗ Tết, người Việt nhất định phải có gà mà không thể thay thế bằng một loại thịt nào khác? Theo nhà nghiên cứu dân gian Nguyễn Hùng Vĩ, từ thời cổ đại, gà trống đã trở thành loài vật linh thiêng trong nhiều hệ thống tín ngưỡng và thờ cúng với tư cách là lễ vật. Đối với tín ngưỡng văn hóa dân gian Việt Nam, con gà trống lại càng là biểu tượng gần gũi vì nhiều lý do. Gà là loài gia cầm được nhân loại thuần hóa từ sớm. Gà trống có thói quen gáy sáng, tiếng gáy vang xa, báo thức cho cả cộng đồng. Nó trở thành dấu hiệu báo thời gian để con người ý thức về phạm trù ngày. Gà mái mắn đẻ và khéo nuôi con, khả năng sinh sản số lượng lớn, có ích cho chăn nuôi. Loài gà ăn hạt cây và tôm tép nhỏ, sinh vật nhỏ, ít cạnh tranh với thực phẩm của người. Hơn nữa, tầm vóc nhỏ của gà đáp ứng nhiều cho hoàn cảnh kinh tế khác nhau, tiện dụng để trở thành lễ vật cúng dường. Ấy là về khía cạnh thực tế. Còn xét về khía cạnh tâm linh, loài gà, đặc biệt là gà trống, rất quan trọng trong tín ngưỡng thờ mặt trời với cư dân trồng lúa nước. Gà gọi mặt trời để tạo nên phạm trù thời gian, gà mổ thần sét khi nó xuống đánh người. Người xưa, mỗi khi gặp giông bão, người Việt cổ thường bập biện nói gà như một cách dọa lại sấm sét. Tục cúng gà luộc vào dịp Tết có lẽ cũng từ một truyện cổ dân gian, kể rằng xưa kia Ngọc Hoàng thấy mặt đất lạnh lẽo và ẩm thấp quá, mới sai 12 mặt trời ngày đêm chiếu rọi. Nhưng đến khi đất đã khô trắng, nứt nẻ rồi mà Ngọc Hoàng vẫn chưa gọi mặt trời về, loài người và cỏ cây khốn đốn vì nắng hạn. Một chàng dũng sĩ Thảo bắn cung đã bắn rụng 9 mặt trời. Mặt trời cuối cùng thấy thế hại quá, bèn bay tít lên cao và trốn tiệt, không ló ra nữa. Mặt đất lại lạnh lẽo tối tăm như thổi đầu. Con người và loài vật thấy thế, tìm đủ cách để gọi mặt trời nhưng thất bại. Cho đến khi một chú gà trống khỏe mạnh trướng cổ cất tiếng gáy vang lưng, khiến mặt trời tò mò ngó xuống rồi quên cả sợ hãi hạ thấp dân, thế gian mới sáng bừng trở lại. Đến tối, khi gà lên chuồng thì mặt trời lại nấp đi. Đêm trừ tịch, ấy là khoảng thời gian mà tối tăm nhất trong năm, cũng là lúc mặt trời ứng minh sâu nhất. Tục cúng tế bằng một con gà trống từ đó mà thành, với hy vọng nó sẽ đánh thức mặt trời để năm mới ngập tràn ánh sáng rực rỡ, mưa thuận gió hòa. Con gà, từ một vật nuôi quen thuộc trong lục súc, đã thành một mã văn hóa gắn liền đi liền với tín ngưỡng tôn sùng mặt trời của dân tộc nông nghiệp lúa nước, có mặt trong nhiều văn bản dân gian, tín ngưỡng, truyền thuyết cũng như lời ăn tiếng nói hàng ngày. Đi tìm con gà cực phẩm. Con gà luộc trong những mâm cỗ Tết cổ truyền, vì thế không đơn giản chỉ là một món ăn, mà còn là một nghi thức thiêng liêng, là cầu nối giữa thế giới con người và thế giới thần linh. Mâm cỗ cúng khởi đầu cho dịp Nguyên Đán là mâm cỗ giao thừa, bay biển đơn sơ hay cầu kỳ là tùy từng nhà, nhưng không thể thiếu một chú gà trống hoa buộc cánh tiên, miệng ngập một bông hồng đỏ tươi. Chọn gà. Gà cúng trong dịp giao thừa và Tết Nguyên Đán nhất định phải là gà trống hoa, những chú gà mới lớn, mới lè te gáy, chưa mọc cựa, chưa từng đạp mái. Dịp nào khác, người ta có thể cúng gà trống thiến, béo mập, nặng cân, thịt mềm, nhưng dịp Tết nhất định phải là gà trống hoa. Những con gà trống già cũng chỉ dùng để ăn chứ không dùng cúng tế vì không còn tinh khiết mà thịt lại đen, xương lại cứng. Gà đông tảo hoặc gà lai dù to khỏe cũng không được dùng cúng vì chân thô, khó tạo dáng thanh thoát. Con gà mái chỉ có thể để ăn, tuyệt đối không dần cúng. Khi xưa, ở các vùng quê, người ta thường mua gà trống choai về nuôi từ tháng 1, chậm nhất là đầu tháng chạp. Khi chúng nặng cỡ 1,3 đến 1,5 kg, cất những tiếng gáy đầu tiên và được theo dõi chặt chẽ để không đập mái. Đến Tết là lúc chúng sẵn sàng. Thời nay, người ta không có điều kiện để thủng thẳng như thế, nhưng các trại nuôi gà cũng rất chú ý nuôi tách riêng, đảm bảo cung cấp những chú gà đạt chuẩn. Theo một tiểu thương bán gà luộc kỳ cựu, chú gà trống cực phẩm để dân cúng, quan trọng nhất là phải có màu đỏ cờ tươi thắm, màu nhú cao, đều nhau, không có vết thâm hay sẹo. Kế đến là phải soi toàn thân để chọn gà có lông mượt, ống ả, lông đuôi dài, vạch lông sườn ra sờ thấy săn chắc, vùng nách gà dày thịt, thấy tia máu nhưng không có vết bầm.
mỏ khô và sắc nhọn, chân thon, không có vảy cứng, không bị gãy móng. Phao câu gà hồng hào, khô ráo, không có chất nhầy hoặc phân ướt. Chú gà ấy nhất định phải tươi tỉnh, nhanh nhẹn, mắt sáng tinh anh. Chứ đủ mọi yếu tố rồi mà chú ta lơ đơ, mắt rũ như người buồn ngủ, đầu gục thì cũng chẳng nên mua. Đó là với điều kiện bà nội trợ thông thả đi ngắm nghía được gà khi còn sống. Còn với gà đã thịt sẵn, chỉ còn cách dựa vào trọng lượng vừa tâm, ngắm toàn thân gà xem có sẹo bầm tím gì không. Lũ gà tơ hay vẽ trò đá nhau, mổ nhau cho vui lắm. Màu có đẹp không? Da căng bóng, ít mỡ, sơ thịt chắc là có thể dùng để dần cúng. Mổ gà và buộc gà. Mà chọn được gà ngon rồi, cũng phải biết buộc cánh tiên, biết luộc sao cho thật khéo thì mới xứng với công tuyển lựa. Gà cũng tuyệt đối không được buộc chân xích mà phải nhốt trong bu ít nhất nửa ngày để máu không tụ ở chân. Kỹ hơn thì nên tách đàn để không đánh nhau. Khi mổ gà cũng cần cắt tiết, vờ mổ moi khéo léo sao cho không lộ vết cắt ở diêu, không rách bụng. Để cúng tất niên, người ta có thể buộc cánh tiên dán chầu. Hai cánh được buộc sát cổ, miệng gà ngậm hai cánh, cổ ngóc lên cao. Hoặc dán cánh hơi xòe, đầu ngóc lên, cổ rướng như gà chuẩn bị gáy. Cũng có những nơi sáng tạo nắn những dán gà chầu rất đẹp, nhưng quan trọng là phải giữ cho da gà không rách, cánh gà không gãy. Chân gà sẽ được quặp lại, sát hai bên đùi hoặc nhét vào bụng, tạo thế gà quỳ xuống phục chầu. Luộc gà. Luộc gà cũng phải cẩn thận mới ra được thành phẩm đẹp, không bị xiên vẹo hay thâm đầu. Khi luộc gà cũng nhất định phải giữ nguyên phao câu để mỡ bên trong gà không bị tiết ra, da gà mới sáng, căng, để nguội đến đâu cũng không bị khô da. Nồi luộc gà cũng phải là nồi to để gà được ngập chín đều hai bên. Dân cúng. Người xưa quan niệm tìm được chú gà cây vương để dân cúng lên thần linh và tổ tiên trong những ngày Tết sẽ giúp gia chủ hanh thông, thuận lợi, may mắn cả năm. Còn theo các nhà nghiên cứu dân gian, việc dân cúng cũng quan trọng không kém việc chọn gà. Người ta phải tháo lạc trước khi cúng, cho gà ngậm một bông hồng đỏ cờ hoặc đỏ tươi, có hương thơm, không có sâu, không nở quá to, chứ không dùng hồng nhung màu thâm hoặc hoa hồng màu khác. Nếu không tìm được hoa hồng, có thể thay bằng một quả ớt sừng tỉa hoa cài vào miệng gà. Phần lông mê, tiết gà phải đặt phía dưới bụng, tạo dáng dũng mãnh, đầy đặn. Trong ngày Tết, việc bày gà lên cúng cũng cần chú ý làm cho đúng. Gà cúng trong tiết giao thừa phải được bày ở mâm ngoài trời, đầu quay ra đường, phao cầu hướng vào trong nhà với ý nghĩa chầu mặt trời, đón ánh sáng vàng mai chiếu rọi vào nhà, đón quan hành khiển khai quản năm mới đi qua. Con gà cúng bàn thờ gia tiên những ngày nguyên đán, có những nhà cho đầu cao quay vào phía bắc hương, phao cầu quay ra ngoài, có người lại quay đầu ra ngoài giống như cúng giao thừa. Nhưng thực ra, gà cúng bày trên mâm cỗ tổ tiên không phải quay đầu vào trong hay ra ngoài mà đặt gà theo chiều ngang với bàn thờ. Trong đó, đầu gà phải hướng về bắc hương mới đúng thế chầu. Chặt gà. Con gà luộc để trong mâm cỗ, trống hay mái có thể xoay xoa nhưng nhất định phải chặt xếp ra trên đĩa. Các cụ xưa đã truyền lại bí quyết chặt gà, dao sắc không bằng chắc kê. Ngoài dao sắc, thất nặng, người chặt gà, thường là đàn ông trong nhà, cũng phải có tay khỏe, chặt dứt khoát để con gà luộc khéo không bị phá hỏng. Rạch đùi ra rồi, má đùi cũng phải được xé dọc theo nách tiến tới phần lưng thành hình bình hành. Cánh gà cũng được cắt theo chiều nách nhưng hơi phạm vào phần ức một ít để cho phần cánh có thêm thịt. Phần cổ, lưng phải chặt vuông vức theo chiều dọc, dứt khoát, chỉnh chu từng miếng rồi mới bỏ lên đĩa, xếp sao cho phần có da lộ hết bên ngoài. Phần xương sẩu, thịt ít da ở phía dưới. Một lớp lá chanh không quá già để sộc mùi hăng, không quá non để nát lá. Phải đúng độ bánh tẻ thơm lừng, mùi ngậy thái, chỉ mỏng tan rắc lên trên, ấy là xong phần bày biện. Vậy đấy, món ăn mà người truyền thống năm nào cũng giữ gìn, bất chấp những càm ràm vô tình, thậm chí ghẻ lạnh của người trẻ, rằng gà luộc chẳng có gì hấp dẫn, hóa ra lại hàm chứa những ý nghĩa quan trọng trong đời sống tâm linh của người Việt. Tìm được một cây vương đạt chuẩn, bày biện đúng cách không chỉ là sự chỉnh chu, thể hiện tài khéo nấu nướng, mà còn là tấm lòng thành kính dâng lên tổ tiên, là sự tôn trọng và nối dài truyền thống của dân tộc có chiều dài hàng nghìn năm văn hóa.